Được không? Nghỉ ở nhà mọi người, cho nên là quyết định tập tạ nha. Nhưng mà phải dùng sầu riêng tập tạ mới chịu nè. Bây giờ là 11 giờ trưa, cho nên là Hương quyết định là Hương sẽ đi ăn sáng nha. Cực kỳ sớm luôn đúng không mọi người? Hôm nay là thứ bảy, cho nên là bây giờ Hương mới ngủ dậy nè mọi người. Cho nên là quyết định là sẽ đi ăn phở nha. Nhưng mà là phở Phú Yên thì Hương đã nấu rồi, bây giờ sẽ vô bếp để lấy phở ra ăn thôi. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi đó cả nhà. Bây giờ thì Hương đi ăn phở thôi nha. Nhưng mà Hương ăn phở là ăn sáng á mọi người. Bây giờ là cái công đoạn là phải đánh răng súc miệng thôi. Sáng dậy thì chưa có đánh răng súc miệng gì hết á. Hôm nay là cuối tuần cho nên là quyết định là tự thưởng cho bản thân là bằng cách là ngủ nướng tới 11 giờ đó mọi người. Trời, nhìn thấy dễ sợ không? Bây giờ là Hương bắt cái nồi phở lên để nấu nha. Cái này là phở Hương đã mua sẵn rồi, cho nên là bây giờ chỉ việc nấu thôi. Cái nồi phở của Hương với cái tô phở của người ta bán đó mọi người, khác một trời một vực luôn ấy. Trong quá trình đợi phở nở ra để chín thì bây giờ mình sẽ đi ra ngắm hoa, ngắm cây, ngắm cảnh nha. Đây là hoa 10 giờ nha mọi người. Nhưng mà bây giờ 11 giờ rồi mà nó vẫn còn nở như thế này nè. À, hoa 10 giờ này là hoa 10 giờ Thái á, cho nên là mọi người nhìn thấy cái bông không? À, rất là nhiều cánh luôn. Còn hoa 10 giờ bình thường á thì những cái cánh hoa sẽ ít lại và hoa sẽ không được nở bung ra to như thế này đâu. Đây là cây ớt cổ thụ của Hương nha. Nói đùa thôi chứ cây ớt này Hương trồng chắc khoảng 2 năm rồi á mọi người. 2 năm rồi mà nó cao lớn như thế này nè. Hôm nay thì quá trời trái chín luôn. Còn đây cũng là cây cốc của Hương. Hương cứ tưởng nó là cây cốc đực á mọi người, tại vì không thấy trái. Sau 2 năm gọi là sự kiên nhẫn của Hương để Hương đợi cho nó ra trái thì rốt cuộc thì cây cốc này cũng đã có trái rồi mọi người. Đây nè, Hương đang đợi nó lớn lên để Hương làm món cốc lắc muối ớt nha. Ở phía trên này cũng có khá nhiều nè. Bây giờ thì sẽ đi ăn phở thôi. Cái này là nước mơ nè, tự ngâm luôn nha. À, ăn thì phải có uống nha mọi người. Hương quyết định là Hương lấy cái hũ mơ mà Hương ngâm nè. Ngâm chắc khoảng được 1 tháng rồi nè. Lấy ra để uống nha. Đây, cái này là túi đá hai mắt của Hương. Hương tự làm luôn. Nhìn hơi xấu xấu nhưng mà cũng đập được đá nha. Bây giờ thì mình đi chén thôi. Đây nè mọi người, cái này chỉ là để làm cảnh thôi nha, chứ trái sầu riêng này thật sự là nó chưa có chín. Bây giờ thì mình sẽ ăn tô phở này nha. Thơm lắm luôn á mọi người. Hương cực kỳ thích ăn cái phở này nha, tại vì chắc là nó hợp khẩu vị á. Với lại ở Hương thì người ta chỉ ăn cái phở nam như thế này thôi. Còn cái này là gì ta? Cái này là nước sấu nha. À, Hương lộn nha mọi người. Cái này là nước mơ nha, nước mơ. Ngon lắm luôn á mọi người. Bây giờ thì mình ăn phở thôi nha. Nó nở hết rồi. Ở đây nó hết luôn rồi. Hương mới ngủ dậy luôn mọi người. Hôm nay là thứ bảy cho nên là quyết định là sẽ dậy trễ một xíu. Ngon quá. Nước phở vừa ăn luôn á. Ăn miếng ớt mới ngon. Bò nè mọi người. Bò dai lắm luôn á. Đặc biệt ở Hương á là cái sợi phở này khá là dai luôn nha. Mấy này Hương nặng hơi vé tay chanh lắm mọi người, cho nên là cảm giác chua chua. Còn cái này là quyết nha. Ngon. Cái này là nem nè, nem Bình Định. Wow. Đặc biệt cái nem Bình Định này là có cái lớp lá ổi bọc ở ngoài nha, bọc như thế này nè. Còn này quá trời ớt nè. Hương thích ăn cái nem mà có nhiều ớt như thế này á, ăn nó sẽ chua chua cay.
và thêm cái vị chát chát của lá ổi nữa. Bây giờ mình thử thử nha. Chua chua, cay, còn có vị chát chát nữa. Nem này là để lâu rồi nè, như thế này là để lâu rồi và mình ăn được rồi. Còn nem á, mà mọi người mua về mà cái lá nó vẫn còn xanh á, có nghĩa là chưa ăn được nha. Cái này để lâu rồi nè, cái này nó có cái lớp này luôn rồi. Wow, cay và chua mọi người. Uống với một tí xíu nước mơ nữa là gọi là nhức cái nắp luôn nè. Chua chua, cay, ngọt. Giòn. Wow. Ăn thử miếng sáu nha. Ta ăn đồ cay vô. Ăn cái này không biết bị tao tháo được không ta. Cái hộp mơ nè, Hương cứ gọi lộn là xấu hoài luôn mọi người. Bây giờ là tiếp tục ăn phở thôi. Đã ngon quá. Cái quả sầu riêng này chưa chín cho nên là không chưa có bữa ra được. Mà chín rồi là không sẽ bữa ra cho mọi người cùng thưởng thức á. Sầu bây giờ chỉ có 70k một ký thôi. À, sầu riêng 6 nha. Ngon quá. Wow, bây giờ Hương tiếp tục ăn thôi nha mọi người. Ngon quá. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.